Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần kỹ năng của tháng lớp 10, bài số 10 với chủ đề là du lịch sinh thái, Ecotourism, và chúng ta sẽ mở giúp cô trang sách số 52 nhé. Và kỹ năng của ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng nói, speaking, với chủ đề của phần nói là travel and enjoy, có nghĩa rằng du lịch và tận hưởng. Và chúng ta sẽ cùng đọc yêu cầu của bài số 1. Read this conversation between two friends. Đọc cuộc hội thoại giữa hai người bạn. Then practice it with a partner. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hành đọc ở cái cuộc hội thoại này với bạn của mình. Và đây là của bạn Hoa và bạn Peter. Và chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Hoa nói rằng, Hi Peter, packing your bag. Chào Peter, bạn đang gói hành lý à? Are you going somewhere? Cậu định đi đâu thế? Và tiếp theo bạn Peter trả lời rằng, Yeah, we have booked an eco-tourist to Bạch Mã National Park near Huế City. Ừ, bọn tớ thì cũng kiểu vừa mới book, vừa mới kiểu đặt một chỗ, một chuyến đi du lịch sinh thái đến công viên quốc gia Bạch Mã gần thành phố Huế. Chúng ta có book, thì bình thường book là danh từ sách đúng không? Bên cạnh đó thì nó còn là một tính, một động từ mang nghĩa là đặt cái gì đó. Tiếp theo, và bạn Hoa trả lời rằng, Wow, what are you going to see or do there? Thế cậu sẽ định làm gì và kiểu ngắm quan, tham quan gì ở đó vậy? Và bạn Peter nói rằng, We can explore the mysterious hiking path in the forest, watch the birds and look at the plants. We'll also spend a night at an old villa built before 1954. Và ở đây sẽ là chúng mình thì sẽ khám phá những con đường đi bộ kiểu dạng kỳ bí trong rừng này, ngắm chim chóc, cũng như là kiểu xem cây cối đúng không? Và cũng sẽ dành một ngày, một đêm ở một ngôi nhà cổ được xây dựng trước năm 1954. Thì bình thường cái từ villa này đúng không? Villa. Thì trong tiếng Việt chúng ta kiểu, chúng ta cũng hay gọi là villa thôi, kiểu dạng là những cái khu biệt thự tách rời ra, nhưng mà thường nó là ở những cái nơi mà có rất là không gian rất là rộng ấy. Đó, xong rồi có một cái khu, một cái ngôi nhà, và trong một không gian rất là rộng thì nó sẽ là biệt thự ở trong đấy. Và bạn Hoa trả lời rằng, Oh, so great. Nghe hay đấy. But why is this called an eco tour? Nhưng mà tại sao cái tour đấy đúng không thì lại được gọi là tour du lịch sinh thái? Và Peter trả lời rằng, Well, on an eco tour, you will learn how to respect and protect wildlife and local people life. Và bạn Peter giải thích rằng, trong chuyến du lịch sinh thái thì bạn hoặc là chúng mình sẽ học được cách là biết trân trọng cũng như là bảo vệ động vật hoang dã và cuộc sống của người dân địa phương. Và Hoa trả lời, I see. What else will we do? Tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu sẽ làm gì nữa không? Và Peter trả lời rằng, If we have more times, nếu mà chúng tôi có nhiều thời gian hơn, we will visit Huế and enjoy the local food there. Thì sẽ đi thăm Huế cũng như là tận hưởng cũng như là ăn đúng không? Những cái đồ ăn địa phương ở đó, ở Huế. Và ở đây thì câu ý là câu được gửi lại một đúng không nhỉ? Có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Còn tiếp theo bạn Hoa trả lời thì bạn Hoa dùng câu điều kiện lại hai là if I were you đúng không? Nếu tôi là bạn thì là câu điều kiện giả tưởng. Thì bạn Hoa trả lời rằng if I were you, I'd visit Long Cove Beach as well. Nếu tớ là cậu thì tớ còn sẽ đi du lịch, đi đến cái bãi biển Long Cove nữa đúng không? Đây là câu điều kiện lại hai, đưa ra một cái lời gợi ý. Và Peter kết lại với đoạn hội thoại bằng một lời cảm ơn. Thanks for the advice. I love swimming. We will think about that. Tớ thì kiểu, cảm ơn vì lời khuyên của cậu nhé. Mình cũng rất là thích bơi nên là chúng mình thì sẽ cân nhắc về cái điều đó, cân nhắc về cái gợi ý của cậu, đúng không? Thì đây là một cuộc hội thoại ngắn giữa hai người bạn. Và một bạn thì là đang chuẩn bị đi du lịch sinh thái và sẽ cũng nói ra là bạn sẽ làm gì, sẽ tham quan những cái gì, và bạn kia thì cuối cùng đưa ra một cái lời gợi ý, đúng không? Thì đó là về bài số 1. Bài số 1 thì chỉ là một cái bài mẫu để chúng ta thực hành làm bài số 2 thôi. Nên chúng ta sẽ cùng sang bài số 2 nhé. Với yêu cầu của bài số 2 như sau.
Below are three destinations for ecotourist. Và dưới đây thì sẽ là ba cái địa điểm cho những du khách mà đi du lịch sinh thái. Work in pairs, làm việc theo cặp. Choose one destination and make a similar conversation as in one. Và hãy chọn một địa điểm này và tạo nên một cái cuộc hội thoại tương tự với cuộc hội thoại ở bài số 1. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là có những cái địa điểm nào nhé, những cái điểm đến nào. Và đầu tiên thì là có ở Sapa đúng không? Sapa. Và chúng ta có là where to go, đi sẽ đi đâu này, ở Sapa, Lào Cai province. Và Sapa thì ở Lào Cai này, tỉnh Lào Cai đúng không? What to do and see, và sẽ có thể làm gì ở đấy, cũng như là tham quan gì ở đó. Go hiking in the forest, là kiểu trèo núi, leo núi đúng không? Hoặc là kiểu đi bộ, sorry, đây là đi bộ, mà kiểu đi bộ đường dài ở trên rừng này. Mà thường thì trên rừng thì nó cũng sẽ là kiểu có những cái đồi gập ghềnh đúng không? Tiếp theo, visit Cat Cat Village, đến thăm làng Cat Cat. Enjoy the traditional life of the Black Hmong, watch the waterfalls, và tận hưởng cái đời sống truyền thống của người Black, người Hmong đen đúng không? Cũng như là tham quan ở suối thác nước, waterfalls, thác nước. Và cuối cùng thì sẽ là go camping in the forest, là đi cắm trại ở trong rừng. Vậy ở đây thì chúng ta có thể nốt lại cái từ là waterfall, một cái từ rất là hay sau khi ở trong cái chủ đề là đi du lịch sinh thái. Những cái mà chúng ta có thể tham quan đúng không? Thác nước, waterfall, một danh từ mà nghĩa là thác nước. Và vậy, bên cạnh cái câu hỏi là what to do and see thì bạn ở trên cổ đại số 1 cũng có là còn làm gì nữa đúng không? What else to do? Bên cạnh cái kia thì còn làm gì này? Buy handicrafts at a village market. Và đây thì sẽ là mua những cái đồ nghề, đồ kiểu dạng đồ lưu niệm nhưng mà là thủ công ấy, của những người dân địa phương. Kiểu dạng như thế, handicrafts thì sẽ là nghề thủ công, những cái đồ thủ công mà người địa phương làm ra ấy. Đó, ở cái chợ địa phương. Vậy ở đây chúng ta có thể nốt lại cái từ này nhé, handicrafts, đồ thủ công. Cũng là những cái từ mà rất là hay xuất hiện trong khi mà chúng ta đi du lịch, trong cái chủ đề đi du lịch, chứ không chỉ riêng là du lịch sinh thái đâu. Danh từ đồ thủ công. Nhưng mà đồ thủ công này là kiểu là do người địa phương ở cái nơi đó làm ra, thì nó sẽ là đồ thủ công, handicrafts. Và cuối cùng, what else to visit, là sẽ đi thăm ở đâu nữa. Sapa Love Market, market held every weekend, là gọi ở đây thì sẽ là kiểu chợ tình Sapa đúng không, được tổ chức vào mỗi cuối tuần, thì đó là ở Sapa. Vậy thì với cái việc là chúng ta làm một cái cuộc hội thoại tương tự, chúng ta sẽ thử làm ở Sapa luôn nhé. Và sau đó thì sẽ làm ở những cái đằng sau. Chúng ta có thì đầu tiên thì vẫn sẽ là giống như cuộc hội thoại đầu tiên thì vẫn sẽ là bạn Hoa hoặc là một bạn nào đó sẽ bảo là Hi, packing your bag, are you going somewhere, đúng không? Hoặc là sẽ đơn giản hơn là kiểu bạn đang làm gì thế? À, hoặc là bạn đang làm gì thế? Xong rồi trả lời rằng là đang gói hành lý cho cái chuyến đi ngày mai. Xong rồi mới hỏi là đi đâu đúng không? Xong rồi giới thiệu là đi đâu và sẽ hỏi thêm. Vậy ở đây thì chúng ta có thể làm theo cái hướng như sau nhé. Chúng ta sẽ nhìn lên màn hình giúp cô này. Đầu tiên thì chúng ta có thể là bạn A sẽ hỏi rằng là what are you doing? Đang làm gì thế? What are you doing? Nam, đúng không? Ví dụ tên của bạn cô sẽ là Nam này. Và bạn ấy sẽ trả lời rằng là đang gói đồ, đang pack đồ đúng không? I am packing luggage for the trip tomorrow. The luggage. For the trip tomorrow. Và trong câu này thì chúng ta có thể
nốt lại cái từ là pack logic. Và từ này thì nó cũng sẽ hay xuất hiện ở trong khi mà đi du lịch. Luggage, hành lý, gói hành lý, đóng gói hành lý để đi đâu đó. Động từ pack, đóng gói này, nhưng mà kiểu nó sẽ thường đi với cái danh từ là luggage, đóng gói hành lý. Đấy, thì chúng ta sẽ kiểu nốt lại những cái cụm từ mà nó hay đi kèm với nhau, thì khi làm bài nó sẽ dễ hơn. Đóng gói hành lý. Và sau khi mà bạn trả lời rằng là đang đóng gói hành lý thì chúng ta, bạn số A, bạn sẽ hỏi rằng là đi đâu đúng không? Vậy thì sẽ đi đâu đấy? Where are you going? Cậu định đi đâu thế? Where are you going? Và bạn ấy sẽ trả lời là đi đến cái địa điểm đó đúng không? Ví dụ đây là đi đến Sapa thì cô sẽ viết ở đây là I will visit. Và những cái thông tin mà cô cần thay, ví dụ là sẽ để thay cho những cái địa điểm đằng sau thì cô sẽ để bút màu đen nhá. Còn những cái màu xanh thì chúng ta có thể áp dụng được với tất cả các địa điểm. Ở bài số 2 sẽ đi đến Sapa này. Và bạn Nhung, và bạn số A, bạn sẽ hỏi tiếp là nó thì ở đâu đúng không? Sapa thì ở đâu? Bởi vì ở trong cái bài này thì nó cũng có để rằng là Sapa thì ở tỉnh Lào Cai. Thì chúng ta sẽ trả lời rằng là một là it is này. Nếu mà it is thì sẽ là it is in Lào Cai province. Đó là cột thông tin của Sapa. Hoặc là không muốn dùng it is thì có thể dùng là it is located in cũng được. Và xong rồi cộng một cái địa điểm nó bằng với nhau nhé. Sau khi nói rằng là nó ở đâu thì chúng ta sẽ nói thêm rằng là hỏi rằng là có thể làm gì và ngắm gì ở đó đúng không? Thì cũng là giống với câu này thôi. Well, what are you going to see or do there? Chúng ta sẽ cùng viết. Well, what are you going to do and see there? Sẽ định làm gì? Và kiểu tham quan gì ở đó. Thì nó cũng giống cái câu ở bài số 1 thôi. Và sau đó thì sẽ trả lời thông tin thì đã cho trong sách giáo khoa rồi đúng không nhỉ? Ở đây là có thể là kiểu đi bộ trong rừng này, thăm làng Cát Cát, tận hưởng những cuộc sống truyền thống của người Hơ Mông Đen, cũng như là ngắm thác nước và đi cắm trại trong rừng đúng không? Thì đó là những cái mà có thể làm này. Thì chúng ta có thể trả lời như sau. Bởi vì đấy, đó là thông tin của phần Sapa nên cô sẽ viết bằng màu đen này. Đầu tiên sẽ là we can đúng không? Sau đó cộng với các động từ ở đây. Thì ở đây chúng ta có động từ là go hiking này, visit này, enjoy này, watch, go này. Thì chúng ta sẽ chỉ cần chép nốt vào đây thôi là được. Là we can go hiking in the forest. Nó cũng khá là đơn giản đúng không nhỉ? Và cái we can này chúng ta có thể là viết bằng bút xanh. Bởi vì cái này thì có thể áp dụng cho cả những cái cuộc hội thoại đằng sau nữa. Hiking in the forest, visit Cát Cát village, có thể đến thăm làng Cát Cát nữa này, tận hưởng cuộc sống truyền thống của người Hơ Mông Đen, enjoy the traditional life, cuộc sống truyền thống của người Hơ Mông Đen, a black Hơ Mông, ngắm thác nước đúng không? Là watch the waterfall. Watch the waterfall. Và cuối cùng thì sẽ là đi cắm trại trong rừng, sẽ là go camping in the forest. Thì đây, những cái thông tin này thì cô đều lấy từ những cái thông tin gợi ý ở trong sách giáo khoa thôi. Nên là chúng ta sẽ chú ý lắp những cái thông tin đó vào đâu là được. Bởi vì yêu cầu thì chỉ cần là làm một cuộc thoại tương tự thôi nên nó cũng khá là dễ đúng không? Và sau đó thì bạn ở trên kia thì bạn mới hỏi rằng là thế bởi vì ở đây thì bạn Hoa, bạn ở trên thì Hoa với cả Peter nói rằng là đi eat
eco tour đúng không? Và đi du lịch sinh thái, nhưng mà tại vì trong cái cuộc hội thoại của mình thì không có, nên là chúng ta có thể hỏi luôn là đây, vậy thì cậu sẽ làm gì nữa không? Đúng không? What else will you do? Thì chúng ta sẽ dùng cái câu hỏi đó. À, tiếp theo thì sẽ là what else will you do? Còn làm gì nữa không? Và bạn B thì bạn sẽ trả lời rằng là ở trong bài thì có nói rằng là bên cạnh cái đó thì sẽ là mua những cái đồ thủ công ở cái chợ địa phương đúng không? Ở chợ làng đó. Nên ở cái này thì chúng ta sẽ trả lời rằng là I will also, và cộng với động từ đó là mua đồ thủ công sẽ là buy handicraft tại cái chợ địa phương này, at a village market, chợ làng này, chợ bản làng, chợ trong bản làng đúng không? Và cuối cùng thông tin thì sẽ là đi thăm ở đâu nữa. Thì ở đây thì chúng ta sẽ bảo rằng là à, vậy thì nếu mà tớ là bạn ấy thì tớ cũng sẽ đến thăm cái, cũng sẽ kiểu dạng là thăm đến cái chợ tình Sapa đúng không? Và đây chúng ta sẽ gợi ý. Nếu mà tớ là bạn, if I were you, I would visit Sapa Love Market, sẽ đến thăm chợ tình Sapa mà được tổ chức mỗi cuối tuần, held every weekend. Và sau đó thì giống cái hội thoại của phần số 1 là cảm ơn vì cái lời gợi ý đúng không? Thì là tớ cũng sẽ cân nhắc về cái việc đó. Thì ở đây chúng ta sẽ trả lời rằng là bạn B, thanks for your advice, cảm ơn vì cái kiểu lời khuyên của bạn này. I will think about it. Think about that. Sẽ nghĩ, sẽ cân nhắc về cái điều đó. Thì đó cũng sẽ là một cuộc hội thoại tương tự ở bài số 1 và cô đã áp dụng ở phần Sapa. Thì còn hai cái nữa thì chúng ta có thể, một là áp dụng vào cái cuộc hội thoại đơn giản này đúng không? Hai là chúng ta làm theo một ý mẫu ở bài số 1 cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đọc thêm cả phần số 2, đó là của phần là Cao Nguyên nhé. Central Highlands. Trung Nguyên, sorry. Ở đây chúng ta có là Central Highlands. Và đây là sẽ là chúng ta sẽ đi đâu đây? Đi ở chỗ Trung Nguyên đúng không? Và tiếp theo chúng ta có là what to do and see, là sẽ làm gì cũng như là tham quan gì ở đó này. Và đây chúng ta có là go biking in the forest, là đi đạp xe đúng không? Đạp xe trong rừng này. Watch wildlife, ngắm nhìn, quan sát động vật hoang dã. Go kayaking, và đây là chèo thuyền kayak. Visit Don Village, thăm bản Don này. Enjoy cooking and staying overnight with local ethnic families. Và đây sẽ là kiểu nấu ăn này, cùng nấu ăn này, cùng ở lại qua đêm với các gia đình người dân tộc đúng không? Các gia đình địa phương. Và bên cạnh đó thì sẽ làm gì nữa? Nếu mà có thời gian thì sẽ làm gì này? Attend Gong Culture Festivals in Đắk Lắk Province, là tham dự cái lễ hội cồng chiêng tại tỉnh Đắk Lắk. Gong Culture, lễ hội cồng chiêng đúng không? Cồng chiêng. Và bên cạnh đó thì sẽ đi thăm ở đâu nữa? Where else to visit? Coffee plantations to enjoy fresh coffee, và đến thăm cái đồn điền cà phê để thưởng thức những cái kiểu cà phê tươi, cà phê sạch đúng không? Cà phê tươi. Vậy ở trong cái này chúng ta có thể nốt lại cái như sau. Đầu tiên sẽ là go kayaking, chèo thuyền kayak đây này. Đó, thì sẽ là chèo thuyền kayak. Bên cạnh đó thì sẽ là Gong Culture Festival, là lễ hội cồng chiêng. Coffee Plantation, đồn điền cà phê cũng là cái rất là hay, nên chúng ta sẽ cùng nốt lại cái đó nhé. Đầu tiên sẽ là đi chèo thuyền kayak, go kayaking. Mà đi chèo thuyền kayak này không phải là chỉ có mỗi ở đây mới có đâu. Và ví dụ đi Hạ Long thì cũng có cái go kayaking này đấy.
Tiếp theo thì sẽ là lễ hội cồng chiêng đúng không? Còn Culture Festival. Và cuối cùng thì sẽ là đồn điền cà phê. Coffee Plantation. Đồn điền thì theo cô hiểu rằng là nó rộng hơn trang trại rất là nhiều, nó là nhiều trang trại. Và đó là về về đây là Trung Nguyên đúng không? Đi du lịch Trung Nguyên này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái hội thoại tương tự với bài số 2 nhé. Thì ở đây chúng ta, sorry, với bài số 1 chúng ta có là đầu tiên thì cũng sẽ là hi, packing your bag. Đang sắp xếp hành lý. Are you going somewhere? Định đi đâu thế? Thì đây sẽ là yeah, we booked an eco tour to Central Highlands. Well, what are you going to see or do there? Thế định là xem gì, kiểu tham quan gì ở đó đúng không? Thì sẽ là we are going to, hoặc we plan to. We plan to là lên kế hoạch để go biking in the forest. Đi đạp xe ở trong rừng này. Watch wildlife, ngắm nhìn động vật hoang dã. Go kayaking, chèo thuyền kayak. Visit stone village and enjoy cooking and staying overnight with local ethnic families. Thì đó là những cái mà sẽ làm gì ở đó đúng không? Sao great, sau đó thì sẽ vẫn là giống cái đoạn hội thoại số 2. Số 1 sẽ là nghe tuyệt đó. But why is this called an eco-tour? Nhưng mà tại sao lại gọi là tour du lịch sinh thái thì vẫn sẽ là y nguyên câu này thôi là well, on an eco-tour, ở trong khi mà đi du lịch sinh thái, You'll learn about how to respect and protect wildlife and local people life. Thì sẽ học được làm thế nào để có thể tôn trọng này, kiểu dạng là ok tôn trọng và bảo vệ những động vật hoang dã cũng như là đời sống của những người dân địa phương. Và sau đó thì sẽ tôi hiểu rồi, I see, what else will you do? Và hỏi là định làm gì nữa. Thì ở đây định làm gì nữa là nếu mà có thời gian thì sẽ tham gia lễ hội cồng chiêng đúng không? Well, if we have more times, we will attend Gong Culture Festival in Đắk Lắk Province. Và sau đó thì chúng ta sẽ lại gợi ý là đi thăm cái đồn điền cà phê đúng không? Và đây, sẽ là if I were you, I would visit coffee plantation to enjoy fresh coffee. Ok, nếu mà bạn thì sẽ đến thăm cái đồn điền cà phê để tận hưởng cái cà phê tươi đúng không? Và sau đó thì sẽ cảm ơn, thanks for your advice, I love drinking coffee, tớ thì tớ thích uống cà phê, so we will think about that, thì nên là tớ sẽ cân nhắc về điều đó. Thì đó cũng sẽ là một cuộc hội thoại tương tự với bài số 1 về cái phần Tây Nguyên này. Và bây giờ là phần địa điểm cuối cùng, đó là Cần Giờ. Ở đây thì chúng ta có là Cần Giờ đúng không? Where to go? Cần Giờ Biosphere Reserve, Hồ Chí Minh City. Là sẽ đến đâu này? Sẽ đi cái khu dự trữ sinh thái, khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ, ở Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh. What to do and see? Và sẽ làm gì và tham quan gì ở đó? Watch birds at sunrise or sunset. Là kiểu dạng là ngắm chim đúng không? Ngắm chim vào lúc mà trời mọc và lúc hoàng hôn cũng như là bình minh này. Bình minh hoặc là hoàng hôn đúng không? Take a boat to đầm Dơi to see bass hanging on trees. Cũng như là kiểu dạng như là đi thuyền đến đầm Dơi. Đầm Dơi. To đầm Dơi to see. Để kiểu dạng là xem rơi kiểu lùng lẳng treo trên cây ấy. Đó. Watch crocodiles hunting for food. Cũng như là xem cá sấu săn mồi. Thì đó là những cái gì mà sẽ làm hoặc là sẽ tham quan ở đó. Và bên cạnh đó, nếu mà có thời gian thì sẽ làm gì nữa? What else to do? Swim in the seas, enjoy seafood. Nếu còn thời gian thì sẽ là kiểu đi bơi ở biển hoặc là kiểu thưởng thức hải sản, đúng không? Where else to visit? Bên cạnh đó thì sẽ đi đâu nữa? Monkey Island là đi đến đảo khỉ.
Thì đó là về cái chỗ thứ hai đúng không? Thì chỗ thứ hai chúng ta vẫn sẽ làm tương tự với cái bài tập số 1 thôi. Là chúng ta vẫn sẽ có những câu hỏi tương tự ở phần này, đó là Hi, packing your bags, are you going somewhere? Đang pack hành lý à, đang xếp hành lý à, cậu định đi đâu thế? Yeah, we book an eco tour to Gunser Biosphere Reserve near in Ho Chi Minh City. Thì chúng tôi đã đặt một cái chuyến tour du lịch sinh thái đến cái khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Well, what are you going to see or do there? Và định làm gì cũng như là định ngắm kiểu tham quan gì ở đó. Thì ở đây sẽ là, ở đây thì chúng ta không bên cạnh cái dùng là we can, thì ở đây có thể dùng là we plan to đúng không? Là chúng tớ thì định này, chúng tớ lên kế hoạch làm gì. We plan to watch birds at sunrise or sunset. Thì chúng tớ định là kiểu ngắm chim lúc bình minh hoặc là hoàng hôn này. Take a boat to đầm rơi to see bass hanging on trees. Là chèo thuyền tới đầm rơi để kiểu ngắm rơi treo trên cây đúng không? Kiểu lủng lẳng trên cây ấy, đậu trên cây. And watch crocodiles hunting for food, cũng như là xem cá sấu săn mồi. Và ở đây thì vẫn sẽ là oh, so great, but why is this called an eco tour? Mà sao lại gọi là tour sinh thái đúng không? Thì vẫn sẽ trả lời tương tự với bạn Peter thôi. Và sau đó thì sẽ hỏi rằng là sẽ đi đâu nữa, sẽ làm gì nữa, what else will you do? Và đây sẽ là nếu mà có thời gian thì sẽ là bơi, đi bơi ở biển cũng như là ăn hải sản đúng không? Well, if we have more times, we will swim in the seas and enjoy seafood. Và tiếp theo thì gợi ý, I see. And besides, if I were you, I would visit Monkey Island as well. Nếu mà tớ là bạn thì tớ cũng sẽ đến thăm cái đảo khỉ nữa. Và đây, thanks for the advice. I love animals. Tớ thì tớ rất là thích động vật đúng không? So we will think about that. Nên là chúng tớ sẽ cân nhắc về điều đó. Thì đó sẽ là ba cái cuộc hội thoại ở ba địa điểm. Ở bài số 2 chúng ta có thể làm tương tự. Chúng ta sẽ chọn một trong ba cái địa điểm này nói thôi là được. Và cô đã gợi ý cho chúng ta cả ba địa điểm rồi, nên là cô hy vọng rằng là thông qua bài số 2 này thì chúng ta có thể hoàn thành tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3, bài cuối cùng. Khá là ngắn thôi. Đây, work in groups, làm việc theo nhóm. Choose one ecotourism destination in Vietnam and prepare a presentation about what tourists can see and do there. Then report to other groups. Và đây sẽ là làm việc theo nhóm này. Và sẽ chọn, đúng không? Chọn một trong những cái địa điểm du lịch sinh thái ở Việt Nam và chuẩn bị một bài thuyết trình về cái về những cái điều mà du khách có thể xem cũng như có thể làm ở đó. Và sau đó thì sẽ tường thuật lại, sẽ báo cáo lại với những nhóm khác. Vậy ở đây thì chúng ta có ba cái địa điểm gợi ý, đó là Cát Bà National Park, là vườn quốc gia Cát Bà ở thành phố Hải Phòng. Núi Chùa National Park, Ninh Thuận Province, là công viên núi chùa ở tỉnh Ninh Thuận. Và tiếp theo thì sẽ là Phú Quốc National Park và vườn quốc gia Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang. Thì đó sẽ là ba cái địa điểm. Và ở đây thì cô nghĩ rằng là cái Phú Quốc thì sẽ là cái mà gần gũi với chúng ta nhất đúng không? Bởi vì cô thấy rằng là nhà nào mà đi du lịch ấy cũng thường là sẽ chọn đi Phú Quốc. Vậy thì chúng ta sẽ thử nói đầu tiên về Phú Quốc nhé. Và sau đó thì cô cũng sẽ gợi ý một bài với các bà nữa. Thì cô sẽ chọn Phú Quốc, thì cô sẽ thuyết trình như sau. Well, Phú Quốc National Park is in Kiên Giang Province, là vườn quốc gia Phú Quốc thì nằm ở tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc National Park is located in, thì là nằm ở tỉnh Kiên Giang, in Kiên Giang Province. Và đầu tiên thì sẽ phải thuyết trình là thế thì đi đến cái đấy bằng cái gì đúng không? Có thể là đi đến đấy bằng tàu này hoặc là bằng máy bay, nghĩa là bằng tàu, bằng bè, bằng tàu thủy á, kiểu dạng thế. Sẽ là we can go there by ferry or plane. Và cái đấy thì nó cũng nằm ở trong trên đảo Phú Quốc nữa. It is in Phú Quốc
Island. Và miêu tả cái công viên đó như thế nào? Đầu tiên là rất là rộng lớn này, với cái diện tích rằng là khoảng 31.422 ha. The park is very spacious. Nếu mà spacious rồi thì không cần very nữa, rất là rộng lớn này. With a square 31,422 hectare. Đấy là diện tích này. Và ở đây thì sẽ là nhà của rất là nhiều động vật cũng như là thực vật, đúng không? It is a home to many kinds of animals and plants. Là nhà của rất là nhiều đồ loài động vật và thực vật này. Animal and plants. Và nó thì cũng nổi tiếng vì kiểu có một khu rừng nhiệt đới rất là rộng rãi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu qua về nó, sau đó thì mình sẽ mới rằng là giới thiệu rằng là có thể làm gì ở đó, đúng không? It is famous for the thick rainforest, vườn nhiệt đới rậm rạp này. Và cuộc tiếp theo thì sẽ là giới thiệu rằng là nên là chúng ta có thể làm gì đó đấy. What will we do and see there? Có thể làm gì cũng như là tham quan gì ở đó vậy? Ở đó nhỉ? Thì đầu tiên thì sẽ là tận hưởng những bãi biển xinh đẹp, đúng không? Cũng như là đi bộ này, hoặc là đạp xe trong rừng và ngắm nhìn rất là nhiều loài động vật hoang dã cũng như là những loài thực vật. Và bên cạnh đó thì có thể là trèo núi nữa, đúng không? Leo núi để tận hưởng cái kiểu toàn cảnh bên dưới rất là đẹp này, rất là kiểu đẹp đến ngột thở ấy, breathtaking này. Và tiếp theo thì cũng có thể là ăn thưởng thức hải sản nữa, thì đó cũng có thể là những cái điều mà chúng ta có thể làm ở đó. Và cô nghĩ rằng là có lẽ là đi đâu cũng sẽ có thể làm thế thôi. We can enjoy the nice beaches. Go hiking, và đi bộ đường dài trong rừng, đúng không? In the forest, watch many beautiful kinds of động vật hoang dã này, wildlife and trees. Climb mountain to enjoy the breathtaking view. Ngắm nhìn cảnh rất là đẹp này. Bên cạnh đó thì cũng có thể làm gì? Ăn hải sản, đúng không? We can also ăn cái hải sản rất là ngon này, enjoy the tasty seafood, hải sản này, cũng như là cái kiểu phong cách sống của người bản địa, local people, hoặc là the local lifestyle. Thì đó sẽ là một cái bài thuyết trình ngắn của vườn quốc gia Phú Quốc. Và bên cạnh đó thì cô cũng đã chuẩn bị một bài liên quan tới là vườn quốc gia, ở đây thì sẽ là vườn quốc gia Cát Bà. Và vườn quốc gia Cát Bà thì nó cũng khá là dài nên chúng ta sẽ cùng xem ở đây cho cô nhé. Với vườn quốc gia Cát Bà thì là nó thì sẽ là một cái di sản thế giới, và nó thì cũng sẽ là cái khu dự trữ sinh quyển, nó giống giống ở cái Cần Giờ này này đó.
Và nó thì sẽ là ở phía Bắc Việt Nam. Và công viên này thì là một phần của đảo Cát Bà ở ở Vịnh Hạ Long, nhưng mà nó thì là được quản lý bởi thành phố Hải Phòng. Thế nên là nó mới kiểu nó kiểu nó là giao giữa cái Vịnh Hạ Long cũng như là với thành phố Hải Phòng ấy. Đó, nhưng mà nó được quản lý bởi thành phố Hải Phòng. Và nó thì sẽ nằm ở đâu, cách Hải Phòng khoảng 30 km về phía đông và có diện tích khoảng bao nhiêu này. Và vườn quốc gia này thì là nó sẽ là có cái gì và chúng ta có thể làm gì ở đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng chị cùng quan sát giúp cô nhé. Chúng ta có thể giới thiệu như sau. Cát Bà National Park is a World Heritage Site. Và trước khi chúng ta giới thiệu thì chúng ta sẽ bảo là well, today we will talk about one of the most famous ecotourism destination in Vietnam, which is Cát Bà National Park, đúng không? Và hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đó chính là vườn quốc gia Cát Bà. Và tiếp theo thì Cát Bà National Park thì là cái di sản thế giới, đúng không? Designated là và đây thì sẽ là khu dự trữ sinh quyển ở miền Bắc Việt Nam as a biosphere. Reserve in northern Vietnam. Và ở đây, công viên này thì là một phần của cái vịnh của Vịnh Hạ Long và nó thì được quản lý bởi thành phố Hải Phòng. Đây là giới thiệu qua đúng không? The park is a part of đảo Cát Bà này, of Cát Bà Island in Hạ Long Bay ở Vịnh Hạ Long. Và được quản lý bởi thành phố Hải Phòng. And is administered by the city of Hải Phòng, bởi thành phố Hải Phòng này. Và nó thì sẽ nằm ở đâu đúng không? The park is located appropriately, nằm khoảng 30 km ở phía đông của Hải Phòng, cách Hải Phòng khoảng 30 km ở phía đông, 30 km east of Hải Phòng. Thì đó sẽ là về địa điểm này. Và còn về diện tích thì sao? Và chúng ta có thể viết nối liền luôn. Covering about thì kiểu bao phủ khoảng 22,063 km² và sẽ là square kilometer và sẽ có là khoảng về cái kiểu diện tích đất liền cũng như diện tích biển ấy, đó thì chúng ta cũng có thể nói như thế. And về diện tích đất liền thì là 173 km², còn về diện tích kiểu dạng như là bờ biển ấy thì sẽ là 90 km², comprising 173 square kilometers of land, đất liền này. And 90 square kilometers of inshore water, diện tích biển, bờ biển á, biển cũng như là bờ biển. Và ở đây thì nó có cái gì đúng không? Thì thứ nhất là cái hòn đảo này á, thôi cái hòn đảo đấy là hòn đảo Cát Bà rồi, chúng ta có thể nói rằng là
Ở ở nơi này ấy, đúng không? Thì là nó có rất là nhiều những cái thung lũng đẹp này, cũng như là những cái kiểu đá vôi các thứ, thì chúng ta có thể nói như sau. Không cần được. Cát Bà National Park. Is famous for its hills, là những cái ngọn đồi rất là gồ ghề này. Cũng như là những cái kiểu đá vôi đúng không? And limestone, bởi vì là kiểu gần Vịnh Hạ Long thì chắc chắn rồi, nó sẽ có đá vôi. Limestones. Và bên cạnh đó thì cũng có cái thung lũng nữa. The Sting Valley. Thung lũng Sting này. Mà thung lũng này thì lúc nào kiểu cũng kiểu là kiểu ngập úng á. Which is flooding. Which is flooding in the whole year. Kiểu trong suốt cả năm thì đều ngập này. Thì đó là thung lũng Thinh. Và nó có rất là nhiều kiểu loài động vật và thực vật nữa đúng không? And various flora and là thực vật và động vật này, and fauna, thì nó là những cái mà nó nổi tiếng này. Và đây thì có thể làm gì? When hoặc là visiting there, đến thăm đây, đến thăm cái nơi này, đến thăm cái nơi đó. We can experience the local lifestyle, phong cách sống của người địa phương này. Go hiking đúng không? Đi bộ đường dài cũng vậy này. Climb những cái ngọn đồi gồ ghề đúng không? Climb hike hill. And see various kinds of limestone, nghĩa là kiểu ngắm nhìn, quan sát rất là nhiều loại khác nhau, những cái loại đá vôi khác nhau đúng không? Limestone, animals and plants, thì đó cũng sẽ là những cái mà chúng ta có thể làm ở đó. Và đó thì sẽ là về phần vườn quốc gia Cát Bà. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ chỉ còn một cái địa điểm cuối cùng, đó là địa điểm núi Chùa National Park ở tỉnh Ninh Thuận thôi đúng không? Và về cái thông tin này, về cái vườn này thì chúng ta có thể là sẽ type cái keyword là núi Chùa National Park Ninh Thuận Province, thì nó sẽ ra cho chúng ta một bài, nó cũng khá là hay. Và đây thì chúng ta, bởi vì là thời gian cũng không có nhiều, để tiết kiệm thời gian cho chúng mình thì chúng ta có thể là tham khảo về cái vườn quốc gia Cát Bà hoặc là vườn quốc gia Phú Quốc. Ok, và chúng ta sẽ cùng check note lại với cô nhé. Và bài Phú Quốc và bài Cát Bà cũng đã kết thúc phần speaking ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.